Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh channel Phụ kiện Dây Sinh và trở lại với những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9. Thì hôm nay mình xin phép được giới thiệu các bạn là một mẫu sản phẩm ốp lưng mới đến từ thương hiệu Nukin. Đây là một mẫu sản phẩm ốp lưng chống sốc sử dụng cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 ha các bạn. Và hiện tại thì sếp đã có hàng với mẫu mã là Defender và shop đang có đủ 4 màu: màu đỏ, màu đen, màu cam và màu xanh ha, tùy theo các bạn lựa chọn. Đây, với kiểu dáng thì nhìn rất là chắc chắn, bảo vệ rất là tốt chiếc điện thoại của mình. Thiết kế theo kiểu nguyên khối nên là bảo vệ trực tiếp các mặt sau hoặc là các khía cạnh của chiếc điện thoại rất là tốt. Khi chiếc điện thoại của mình ốp chiếc ốp lưng này lên thì các bạn cũng thấy yên tâm hơn ha. Một sản phẩm bảo vệ chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 của mình vô cùng tuyệt vời. Đây là chiếc màu cam ha các bạn. Và với thiết kế khung sườn và các khía cạnh ôm sát chiếc điện thoại của mình sẽ bảo vệ trực tiếp chiếc điện thoại không bị trầy xước khi các bạn vô tình va chạm máy, đặc biệt là bốn góc. Với thiết kế rất là phù hợp với từng bộ phận của máy như là bộ phận đèn LED, camera, nút nguồn, nút âm lượng volume, chui sạc cho tai nghe, từng bộ phận rất là phù hợp với máy. Và mình xin phép được giới thiệu lại với các bạn, trên tay của mình đang cầm là chiếc ốp lưng chống sốc mang thương hiệu là Nukin Defender. Và nếu như các bạn có những câu hỏi liên quan hoặc là một số câu hỏi thắc mắc về sản phẩm ốp lưng này thì các bạn có thể liên hệ với trang web phụ kiện dây sinh .com hoặc số điện thoại 0942385839. Và các bạn đừng quên bấm like và subscribe kênh YouTube Phụ kiện Dây Sinh để các bạn có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.